Em xin chào các bác nhá. Hôm nay các bác nào muốn nuôi được con chuồn phát triển mạnh thì các bác vào xem video hôm nay em chia sẻ cho các bác nhé. Tại sao mà giữa trưa mà con chuồn hẵng ngóc lên trên mặt ăn như này? Có cái gì hấp dẫn nó đến mức độ đó mà nó lên mặt ăn được như thế này? Đó thì hôm nay các bác vào xem video cứ tà xem em sẽ chia sẻ cho các bác nhé. Những anh em nào mới nuôi thì nên xem những cái video như thế này. Đó. À, con chuồn nó rất thích những cái loại hữu cơ, đặc biệt những cái loại mà có vị ngọt như là nõi ngô, rồi bã mía. Đó, các loại hữu cơ nó cũng đều thích, nhưng mà nó đặc biệt nó thích như thế. Đây là một cái nõi ngô này các bác này. Con chuồn thì nó rất là sợ ánh sáng. Thế nhưng mà tại sao mà cái trưa nắng như này mà nó hẵng cứ ngóc lên nó ăn, nó bơm một cái bắp ngô này? Bởi vì chắc em nghĩ nó nói đùa chứ nó sợ. Để đến tối là nó ăn hết. Nhưng mà nói vui thôi. Như cái đầu video em nói đấy, là nó rất thích những cái vị như vậy. Nhưng hôm nay em chia sẻ cho các bác là về cái con chuồn quế. Nên bổ sung những cái video em thường đăng lên đấy, bổ sung nhiều hữu cơ, những cái hữu cơ thân thảo, những cái cây ngô băm, những cái lọ kia vào trong hố nuôi, là nó rất là hiệu quả. Các bác nào mà muốn nuôi được con chuồn quế đạt được năng suất cao thì các bác cứ để cho em thấp cái mặt luống thôi. Tại vì cũng rất là nhiều anh em điện cho em là muốn canh tác con chuồn quế để nó đạt cái hiệu quả cao nhất trên 1 m² vào cái mùa nóng như này. Đó, thì các bác cứ đổ phân. Nếu các bác muốn nuôi con chuồn thịt thì các bác lên đổ cái phân nó nằm vào khoảng cỡ độ tầm 10 đến 15 phân thôi. Tức là cái loại đó là 10 15 phân. Đó. Không đổ dày quá, tức là cái hố nuôi của mình không để dày. Đấy, nôm na là thế. Thì các bác mới bắt được con chuồn thịt tối ưu nhất. Tức là các bác mà nếu như làm như những cái trại của em làm đây, chủ yếu là để xử lý cái những cái chất thải ở trong chăn nuôi, và mình kết hợp là bắt một ít chuồn thịt, rồi kết hợp là để ấy thôi, thì đây là em cứ làm nó dày dày cũng phải lên đến cỡ 30-40 phân. Đấy, còn các bác nào mà muốn nuôi con chuồn thịt đạt yêu cầu cao thì đấy, các bác cứ làm lông cho em cứ khoảng cỡ từ 15 đến 20 phân thôi, không cần hơn. Đó. Thì là con chuồn nó phát triển rất là nhiều. Đó. Còn cho ăn, biện pháp cho ăn ấy thì em cũng chia sẻ cho các bác rất nhiều rồi. Nếu như các bác mà mùa nóng này thì cho ăn thì nó dễ. Nhưng vào mùa rét ấy thì nó đúng là nhiều lúc cho ăn nó cũng phải tính toán về cách cho ăn. Mùa rét ấy thì các bác nên cho ăn chìm là hiệu quả nhất. Theo như những cái video em chia sẻ và những cái cách em làm là ăn chìm là hiệu quả nhất. Đấy. Còn mùa nóng thì các bác nên cho nổi. Nổi thì có rất là nhiều biện pháp cho nổi. Đó. Còn hữu cơ thì các bác cứ cho ăn nổi, các bác cứ rắc vào. Chẳng hạn như là hai lần cho ăn nổi thì là một lần mình sẽ rắc những cái mùn mạt hữu cơ vào. Đó là như vậy. Muốn để cho con chuồn nó phát triển tối đa được thì mình phải cần được nắm được những cái kinh nghiệm đó thì mình mới nuôi được. Còn độ ẩm con chuồn thì em mong muốn độ ẩm rất là cao. Riêng em nuôi con chuồn F2 này, em mong muốn độ ẩm rất là cao. Đấy, con chuồn quế đỏ thì độ ẩm nó thấp thôi, nhưng riêng con chuồn quế F2 này, con chuồn lớn này, thì em đang cần các bác độ ẩm của nó là độ ẩm bão hòa. Nên cố gắng làm sao các bác tuân thủ cho em như thế. Chứ các bác mà để khô là nó không phát triển đâu. Muốn để được con chuồn nó nhiều như này, đấy, mà em sọc sâu xuống cho các bác xem. Muốn để cho nó ăn từ trên xuống dưới được như thế thì các bác phải tăng cho em cái mùn mạt hữu cơ nào vào, mà video nào em cũng chia sẻ cho các bác đó là như vậy. Tăng được cái mùn mạt hữu cơ vào để làm sao, để làm cho thông thoáng cái hố nuôi mình ra đó, để cho thoát được những cái khí độc ở trong cái hố nuôi của mình, để cho nó phát triển. Đó là như vậy. Thì các bác nào mà cứ nuôi được con chuồn quế mà cứ để cho đạt thì các bác chỉ cần làm như thế là nó sẽ đạt, chứ không cần phải cầu kỳ gì nữa. Còn cái việc thứ hai nữa là các bác cứ cố gắng làm sao như lúc đầu video nói đấy, cái độ ẩm, rồi quan trọng là độ ẩm, rồi xong cái đó là cái nguồn thức ăn. Cái nguồn thức ăn thì như cái mùa này thì các bác, mùa nóng này thì các bác cứ một là bác tưới cho em lên vạch này, nhưng mà nếu mà tưới theo vạch như này thì là các bác phải chịu khó tưới liên tục. Chẳng hạn như là hôm nay bác tưới như đây em cho ăn đây. Chiều hôm qua thì sáng này nó ăn như này rồi, mà cái hố này hố mới nó đã ăn hết như này rồi, thì cái việc cho ăn rất là cực. Thì các bác chọn biện pháp thứ hai là các bác đầu tiên thì các bác giữ nước này cũng được, em cũng
cũng được, nói chung cũng phát triển. Thế nhưng đến lúc nó nhiều chùn rồi thì các bác làm như này nó không có hiệu quả. Bởi vì chẳng nhẽ là ngày hôm nay bác cho ăn, ngày mai bác lại tưới tiếp à. Đó, nó rất là bận. Nên các bác phải bổ sung cho em một lượng phân vào nhiều nhiều chút vào. Đó. Phân nhiều thì nước sẽ nhiều, bác cứ phân trong mấy nước. Nó bác cứ đổ vào xong bác hất lên trên mặt nó. Tại vì cái phân cục đó nó không bịt được mặt đâu. Bác hòa nước loãng nghe bác đổ thì nó mới bịt mặt. Còn cái phân mà khô, phân chuồng bò mình mới ỉa ra, các bác cứ đổ bác cào lên. Cào lên xong bắt đầu bác bơm nước mà thấy nó lỗ rỗ, nó ăn hết cái lớp mỏng rồi. Còn những cái cục không thì mình lại có thể là đè cái là một lớp nước này lên. Thứ nhất là để bổ sung cái hơi ẩm cho nó. Cũng là rất là hiệu quả. Đó là như vậy. Cái thứ hai nữa là có thể là các bác tưới nước. Đó là các bác chọn biện pháp nào cũng được. Đấy. Còn quan trọng nhất là video này em chia sẻ cho các bác là các bác phải lên cân nhắc cho những cái mùn mạt hữu cơ vào. Mình nên tận dụng, em muốn nhấn đi nhấn lại với các bác là tận dụng mà tất cả những cái chất thừa của cái khu vực nhà mình biến thành cái chất cho chuồn quế ăn. Tại vì làm sao có cần phải xử lý gì đâu. Tại vì con chuồn quế là để xử lý những cái môi trường, những cái chất như là phân gia súc, phân gia cầm. Đó, xử lý những cái rác thải hữu cơ thì mình biến những cái đó cho vào cái máy xay, mình xay đi, nó ăn rất là nhanh. Đó, nó phân hủy rất là tốt. Đó, thì mang về đến nhà mình từ một cái rơm, cái rác nó là không có giá trị gì, mang về nhà mình nuôi được con chuồn quế, vừa tận dụng con chuồn quế để chăn nuôi rồi xử lý cái đó ra thành cái phân hữu cơ rất là tốt. Đấy. Những cái nõi ngô này em nói cho các bác biết đó, để đây nó ăn chỉ đêm nay sáng mai còn mỗi một tí nõi không. Nếu cái này mà phủ xuống dưới, em nói bác chỉ trong vòng có 2 ngày, 3 ngày là hết sạch chẳng có cái gì. Đấy, những cái vỏ mít, cái vỏ sầu riêng, rồi các cái loại vỏ bơ, vỏ biếc các thứ, những quả, những cái đó, nó rất là tốt. Đấy, nên hôm nay em làm video để chia sẻ cho anh em, những anh em nào mới nắm bắt được những cái kỹ thuật cơ bản để mình nuôi con chuồn quế. Một cái thứ hai là cũng rất là nhiều anh em muốn nuôi con chuồn quế để cho nó phát triển, cho nó tối ưu nhất ở trên 1m2. Thì em cũng đăng rất là nhiều video. Những cái video em đăng lên là cho chuồn ăn một lần đấy. Cái video đó cũng phát triển, chuồn phát triển rất là mạnh. Tức là thả phân vào là cho ăn một lần, chỉ bơm nước không, giữ độ ẩm không, chuồn phát triển rất là mạnh. Còn cái video còn như hôm nay em nói với các bác đó, muốn mà để đạt được con chuồn quế nó được nhiều nhất ở trên 1m2 thì các bác phải cho ăn lông lại. Tức là cái luống nuôi của mình ấy, nó chỉ không được phép vượt quá 20 phân. Đó. Xong bắt đầu là cứ nửa tháng. Nửa tháng này mình lại một tháng mình lại khai thác một lần. Đấy, mất một cái lớp đầu tiên thì là nó khả năng nó hơi ít một chút cái tháng đầu tiên. Nhưng từ tháng thứ hai ra ấy thì là con chuồn nó phát triển được, nó ổn định rồi. Cái môi trường nó là nó đã tốt rồi thì là nó sẽ phát triển rất là tốt. Thế này hôm nay em chia sẻ cho các bác anh em cùng nắm bắt qua những cái cách để nuôi con chuồn quế như vậy. Đấy, còn anh em nào cũng muốn tìm hiểu sâu, tìm hiểu về các cái loại nuôi như là nuôi trong thùng xốp, rồi nuôi trên những cái chuồng thỏ, chuồng dê, hay là nuôi để làm phân hay như thế nào, thì các bác cứ mạnh dạn Zalo với em sẽ chia sẻ cho các bác, đến tận nơi em quay hoặc chia sẻ cho các bác. Hay là các bác cần em làm những cái video như nào về cái kỹ thuật nuôi con chuồn quế, về cách chăm, cách khai thác, rồi nọ kia, thì các bác cứ Zalo với em. Anh em sẽ ngồi tâm sự. Em rất là thời gian em chỉ quanh quẩn về chăn nuôi con bò, con bê. Đấy, mục đích chính của em nó là con chuồn quế. Đó, mục đích chính nữa là muốn xử lý toàn bộ các cái loại chất thải trong chăn nuôi. Đó, để đưa đến những cái kinh nghiệm mình đã đúc kết trong 30 năm rồi đến anh em, bà con chăn nuôi để đạt được những cái năng suất cao nhất để xử lý được toàn bộ những cái môi trường, tạo ra cái nguồn phân hữu cơ rất là tốt cho cây trồng. Đó, thì cuối video em cũng xin chào và hẹn các bác video sau. Các bác xem video, động viên em cho em xin một nút like, một nút đăng ký. Cuối video, em xin chào và hẹn các bác video sau nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.